tuần thứ 9 mùa thường niên thứ 7. Bà quá nghèo khổ này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Lời Chúa theo Thánh Marco chương 12 từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Suy niệm: Chúa Giêsu phê phán lối sống giả hình của những ông kinh sư. Tại sao người ta phải sống giả dối? Vì người ta sợ những người chung quanh, sợ bị chê là thiếu đạo đức, sợ bị chê là tầm thường. Sống giả hình hàm chứa bên trong khuynh hướng muốn đề cao chính mình, lấy mình làm trung tâm, muốn được người khác chú ý. Một lối sống cá nhân chủ nghĩa. Chúa Giêsu đề cao sự đóng góp những đồng xu nhỏ bé của bà quá tại đền thờ, vì bà đã không bận tâm về bản thân mình, nhưng đã chọn Chúa làm trung tâm của đời sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm sống trung thực và chân thành trong gia đình, cũng như trong môi trường làm việc.